Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ với mọi người thông tin đến từ cái dự án ở trên sàn Google X nhé. Thì hiện nay về cái dự án khai thác cái đồng SIPF ở trên sàn Google X nó đã kết thúc. Và tất cả những ai đã khai thác cái đồng SIPF rồi thì mọi người hãy rút ngay về ví nhé và phóng thích cái đồng KGT đặt cược. Bởi vì là sau ngày 18 tháng 6 nếu tất cả những ai không rút các đồng tiền khai thác được về ví thì nó sẽ tiêu hủy đi và mọi người sẽ mất nhá, nên mọi người sẽ lưu ý và để ý cái video này cho mình. Và sau khi kết thúc cái việc khai thác cái đồng SIPF này thì trên sàn Kaguix tiếp tục nó cho mọi người khai thác cái đồng Squid. Đây là một cái đồng rất là giá trị và tiềm năng ở trên sàn Kaguix nhá. Tổng cung của con Squid này nó chỉ đâu đó có 800 triệu thôi. Nên là mọi người sau khi xem được cái video này thì hãy nhanh chóng tham gia để đăng ký cho mình khai thác cái đồng Squid này nhé. Rồi ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách rút cái đồng SIPF về trước, sau đó thì sẽ hướng dẫn mọi người cái cách khai thác cái đồng Squid. Thì trước tiên thì mọi người cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản ở trên sàn Google X nhé. Thì đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả cũng như video hướng dẫn đăng ký. Thì ở cái đặc biệt của cái sàn Google X này thì là mọi người khi đăng ký tài khoản thì mọi người không cần phải KYC. Thì nếu những ai có điều kiện hoặc có tài chính dư giả thì mọi người có thể là lập ra nhiều tài khoản nhé để lấy rep nhé. Rồi còn không thì chúng ta cứ khai thác solo thôi là cũng đủ rồi, cũng không cần phải làm nhiều đâu. Thì tất cả những cái đường link hướng dẫn đăng ký rồi video hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần mô tả nhé. Và sau khi có xong được tài khoản ở trên sàn Google X thì mọi người sẽ tiến hành khai thác và tham gia các dự án airdrop của cái sàn Google X này. Thì sắp tới sàn Google X này nó sẽ có đến tận đâu đó là hơn 20 cái chương trình airdrop rất là tiềm năng. Nên mọi người hãy nhanh tay đăng ký cho mình nhé, có cả miễn phí và cả mất phí luôn. Rồi, trước tiên thì mọi người sẽ cần phải rút cái đồng SIPF này về. Sau khi đăng nhập vào sàn thì mọi người sẽ chuyển đổi sang cái tiếng Việt cho mình để cho dễ nhé. Mọi người bấm vào hình bánh răng này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Và tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái mục tìm thấy cho mình. Rồi thì ở đây thì mọi người sẽ bấm vào mục Ship app cú đấm này. Rồi thì nó sẽ xuất hiện ở như này. Thì bây giờ hàng ngày trước kia thì mọi người sẽ bấm vào đây để khai thác, nhưng đến ngày hôm nay thì nó đã kết thúc cái việc khai thác cái đồng Ship app này rồi nhá. Rồi và rồi mình đã rút cái đồng SIPF này về ví rồi. Thì còn mình cũng chưa phóng thích cái phần đặt cọc cái đồng KGT. Thì những ai mà chưa rút cái đồng SIPF về thì mọi người sẽ thực hiện này. Đầu tiên là mọi người sẽ bấm chọn vào thu nhập đăng ký cho mình. Rồi nó sẽ chuyển đến một giao diện ở đây. Thì mọi người sẽ bấm cái chữ nhận ở đây. Và nó sẽ gửi cho mọi người một cái mã ở trong cái nhóm Telegram. Mọi người nhập mã vào và nhận nhé. Sau khi nhận xong thì nó sẽ cộng ở dưới này. Đến bước tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái mục này. Đó. Bấm vào cái mục để chuyển ấy. Thì nó cũng sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ bấm vào gửi mã xác minh và nhập mã xác minh ở trên Telegram và rút nó về ví nhá. Rồi quay trở lại này. Thế còn những ai có rep thì mọi người sẽ rút vào cái thu nhập trực tiếp và thu nhập gián tiếp thì nó xuất hiện ở đây. Thì mọi người sẽ rút về nhá. Thì với cái thu nhập trực tiếp này thì mọi người sẽ cần phải cam kết là 100 tỷ cái đồng KGT. Đó. Thì những ai có thì mọi người sẽ nhận về cho mình. Rồi sau khi nhận xong cái đồng SIPF về ví thì mọi người sẽ bấm vào cái mục cam kết này cho mình nhé. Và ở đây thì mọi người sẽ phóng thích cái số tiền đặt cược khi khai thác cái đồng SIPF này. Mọi người chỉ cần bấm chọn vào chữ phóng thích này. Rồi và sau đó thì mọi người chọn chữ đảm bảo. Rồi và như vậy mọi người bấm chọn vào tôi hiểu rồi, thế là xong. Rồi như vậy là mọi người đã được trả lại cái số tiền đặt cọc trên SIPF nhé. Thì cái điều đặc biệt ở trên cái sàn Google X này là khi mọi người đặt cọc ấy, và sau này mọi người rút về mọi người không mất một cái gì nhé. Chỉ là đặt cọc thôi, mọi người cũng không bị trừ đi một cái gì cả. Rồi ok, sau khi đã thực hiện rút toàn bộ cái số SIPF khai thác được thì mọi người sẽ quay trở lại và tiếp tục làm về cái airdrop để khai thác cái đồng Squid cho mình. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách khai thác cái đồng Squid nhé.
Rồi, mọi người quay trở về trang chủ này. Mọi người bấm vào mục tìm thấy. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào mục cú đấm. Thì mọi người lưu ý này, có nhiều tài khoản khi bấm vào á thì nó sẽ không xuất hiện cái chữ cú đấm này đâu nhé. Thứ nhất là một là mọi người sẽ chuyển đổi sang tiếng Việt. Thứ hai là mọi người đăng xuất khỏi tài khoản và sau đó mọi người đăng nhập lại là sẽ thấy nhé. Mọi người bấm chọn vào cú đấm này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo lên. Và ở đây mọi người nhìn thấy này. Đó, nó sẽ có cái mục khai thác Squid này, mọi người bấm chọn tham gia. Rồi thì để tham gia được cái khai thác cái đồng Squid này thì mọi người, nó yêu cầu mọi người là sẽ phải đặt cược là 100 cái đồng Squid này. Đó. Thì mọi người bấm vào đây. Thì hiện nay thì cái đồng Squid ở trên ví của mình mới chỉ có 60 thôi, nên là mình cần phải mua thêm cái đồng Squid này. Thì để làm sao mua được cái đồng Squid này thì thứ nhất là có hai cách. Cách thứ nhất là mọi người sẽ thực hiện giao dịch ở trên cái sàn Kugui này luôn, tức là nó sẽ giao dịch bằng cái cặp là Squid KGT, chứ hiện nay nó chưa mở cái giao dịch Squid USDT nhé. Thì mọi người sẽ quay trở về trang chủ này. Rồi mọi người sẽ bấm vào mục thị trường này cho mình. Và mọi người kéo lên. Đó thì ở đây mọi người nhìn này, để ý này, có cái chữ Squid nhé. Nó đang giao dịch bằng cái cặp là KGT và Squid USDT. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập là cái số lượng mua. Thì để mua được cái đồng Squid này thì mọi người bắt buộc phải có KGT ở trong ví nhé. Thì bởi vì là nó giao dịch bằng cặp Squid KGT. Thế còn với những người mà mới đăng ký thì mọi người sẽ phải mua cái đồng Squid này ở trên cái sàn Pancake. Và chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mua cái đồng Squid này ở trên cái sàn Pancake. Rồi như ở đây thì mình đang có là khoảng 10 tỷ KGT thì mình sẽ mua được là 557 KGT. Thì ở đây mọi người muốn mua mà chốt nhanh ấy thì mọi người chọn ở cái giá cái vùng màu đỏ này thì nó sẽ là chốt luôn nhá. Thế còn mọi người muốn đặt một cái giá cao hơn, thấp hơn nhiều ấy thì mọi người sẽ phải chờ cái giao dịch nó thực hiện. Rồi thì đấy là cái cách mua cái đồng Squid này bằng cái KGT có sẵn ở trong sàn CoinX. Thế còn bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mua cái đồng Squid này ở trên PancakeSwap nhé. Thì cái contract của cái đồng Squid này thì mình có để ở dưới phần mô tả. Thì mọi người sẽ copy cái contract đó cho mình này. Rồi, mọi người sẽ mở cái ví chớt lên. Hoặc là mọi người sẽ mở ví chớt hoặc ví MetaMask nhé. Nếu mà mọi người có PNB hoặc USDT ở trong hai cái ví này. Thì mọi người sẽ bấm vào cái mục DApp này cho mình này. Rồi, ở đây thì mọi người đẩy lên thì nó sẽ có cái mục PancakeSwap này. Mọi người bấm vào cái PancakeSwap này. Rồi sau đó thì ở đây mọi người sẽ nhập cái contract của nó nhé. Mọi người muốn ví dụ như ở đây mọi người muốn sử dụng BNB hoặc USDT nhé. Thì ở bên dưới này thì mọi người sẽ nhập cái contract của cái đồng Squid này vào. Rồi thì nó sẽ xuất hiện đây. Mọi người bấm chọn import cho mình. Và chọn I understand này. Đó thì ví dụ mọi người muốn mua là 100 cái đồng Squid này. 100. Thì nó sẽ hết khoảng là 0,0066 BNP nếu mà đổi ra USDT. USDT này thì nó sẽ hết khoảng là 1,9 đô nhé, rất là rẻ thôi. Thì mọi người sẽ phải mua cái đồng này và sau đó chuyển lên cái sàn CoinX và sau đó dùng để đặt cược để khai thác nhé. Thì nếu mà mọi người mua ở trên Pancake này sẽ rẻ hơn mua ở trên cái sàn CoinX. Thì ở đây thì mình sẽ mua luôn. Tức là mọi người muốn sau khi chuyển lên trừ phí fork đi các kiểu ấy, thì mọi người sẽ phải mua cái tầm là 112 cho đến 113 cái đồng Squid này nhá. Thì ở đây thì mình sẽ mua là 112 đi. Thì nó sẽ hết khoảng 2,18 đô.
cộng với phí phí nữa là hết khoảng 2,2 đô thôi nhá, là mọi người đã có thể khai thác được rồi. Rồi thì ở đây thì mình sẽ thôi mua 115 cho chắc. Rồi mình sẽ mua 115 cái đồng Squid này bằng cách là dùng BNB. Rồi ok, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn swap cho mình nhá. Đó. Và ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn confirm. Rồi, như vậy là tổng cái phí ga thì mọi người sẽ hết là 2,5 đô để mua được 115 cái đồng Squid nhé. Mọi người bấm chấp thuận cho mình. Rồi, ok. Và như vậy là chờ thực hiện giao dịch nhé. Sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại ví cho mình này. Mọi người quay trở về ví. Và mọi người sẽ bấm lên góc trên cùng ở bên tay phải chỗ hai cái dòng kẻ đây để mọi người add cái contract của cái đồng Squid này vào. Đó thì mọi người dán cái contract lên cái ô tìm kiếm này nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào tự thêm các đồng tiền mã hóa. Rồi, sau đó ở đây thì mọi người sẽ chuyển đổi sang mạng Smart Chain. Rồi sau đó bấm dán này. Thì nó sẽ xuất hiện cái đồng Squid này, mọi người bấm chọn làm xong. Rồi như vậy là mình đã có là 115 cái đồng Squid này. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện là gửi cái đồng Squid này lên cái sàn CoinGecko nhé. Thì đầu tiên mọi người sẽ phải quay trở lại sàn CoinGecko cho mình. Rồi chuyển đổi sang tiếng Việt này. Rồi sau đó mọi người bấm vào mục tài sản này. Thì ở đây mọi người kéo lên chọn cái đồng Squid nhé. Ở đây trong ví này thì mình cũng đã có sẵn là 60 cái đồng Squid rồi. Đó. Thì mọi người bấm vào đây. Sau đó thì mọi người bấm chọn nạp điện này. Rồi chọn đảm bảo cho mình. Và ở đây thì nó chỉ cái Squid này mọi người chọn cái mạng hỗ trợ là PEP20 nhé. Mọi người bấm vào đây nhấp vào tạo này. Thì nó sẽ xuất hiện ra cái địa chỉ của cái Squid này ở trên cái sàn CoinGecko. Mọi người bấm chọn sao chép cho mình. Ok, sau đó mọi người quay trở lại phía trước. Rồi, mọi người sẽ bấm gửi này. Và sau đó thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví ở trên sàn CoinGecko. Mọi người nhớ kiểm tra lại địa chỉ cho chính xác nhé. 0EX0 này. Xem có đúng không? 0EX0, rồi cuối cùng là DD8A. DD8A, như vậy chuẩn xác nhé. Mọi người chọn gửi tối đa cho mình. Rồi, sau đó thì sẽ bấm tiếp tục. Rồi, sau đó bấm chọn xác nhận. Và mọi người sẽ chờ một chút thì nó sẽ chuyển hết cái đồng Squid này sang cái sàn CoinGecko nhé. Và mọi người chờ trong khoảng một lúc. Rồi ok mọi người, như vậy là sau khoảng 5 phút nhé, thì mình đã nhận được cái số Squid gửi từ cái ví Trust Wallet sang cái sàn CoinGecko này. Và bây giờ thì mọi người sẽ tiến hành là đi khai thác cái đồng Squid cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chuyển đổi sang tiếng Việt này. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái mục tìm thấy cho mình. Ok, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào cú đấm nhé. Rồi mọi người kéo xuống dưới cùng. Bấm vào Squid này. Chọn tham gia cho mình. Mọi người bấm chọn vào tham gia nhé. Rồi sau đó thì mọi người bấm chọn vào cam kết này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập là 100 bởi vì nó chỉ yêu cầu mọi người là nhập 100 thôi nhá. Thì mọi người sẽ nhập 100 cái Squid này vào. À quên, mọi người bấm chọn vào lời hứa này cho mình. Rồi số lượng là 100, mọi người chọn đảm bảo. Ok, và tôi hiểu rồi. Rồi sau đó thì mọi người quay trở lại. Rồi mọi người sẽ bấm chọn vào cú đấm.
Thì ở đây ngày đầu tiên mọi người sẽ nhận được là một cái đồng Squid này. Ngày thứ hai mọi người sẽ được cộng thêm 0,1, ngày thứ ba cộng được 0,2. Tức là mỗi một ngày sau khi mọi người vào đây bấm vào chữ cú đấm này, mọi người sẽ cộng thêm được 0,1 cái đồng Squid này nhá. Thì ở đây là ngày đầu tiên thì mình sẽ bấm chọn cú đấm này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ vào nhóm Telegram để lấy mã xác minh. Rồi mình sẽ vào Telegram này. Đó thì nó đã gửi cho mọi người cái mã xác minh đây, mọi người copy này hoặc là dán 342678, mọi người quay trở lại nhập vào. Rồi sau khi nhập xong cái mã gửi trong Telegram, mọi người bấm chọn vào đảm bảo cho mình nhé. Lỗi xác minh. Rồi mình sẽ nhập lại cho anh. 624179. Rồi ok, mọi người bấm chọn tôi hiểu rồi. Đó, thì như vậy là mọi người sẽ nhận được là ngày đầu tiên mọi người sẽ nhận được một cái đồng Squid này nhé. Và sau 24 giờ mọi người quay trở lại và bấm chọn vào cú đấm. Rồi tiếp theo thì bây giờ mọi người sẽ nhận cái đồng Squid này về ví. Mọi người bấm chọn vào thu nhập đăng ký này. Rồi ở đây mọi người bấm chọn nhận cho mình. Rồi sau đó vào Telegram để lấy cái mã xác minh. Mọi người quay vào Telegram này. Rồi mọi người sẽ nhập cái mã xác minh 648937. Bấm chọn đảm bảo. Rồi tôi biết. Và đây thì nó sẽ trừ cái số quick này đi nhá. Rồi mọi người quay trở lại cho mình. Rồi cái số quick thì nó sẽ chuyển lên đây. Và bây giờ mọi người sẽ bấm vào cái chữ để chuyển này để rút về ví nhé. Rồi mọi người bấm chọn vào gửi xác minh. Rồi sau đó quay trở về bot để lấy cái mã 756319. Rồi bấm chọn chuyển giao. Chọn đảm bảo. Và mỗi một lượt như này thì nó sẽ trừ mọi người là 10% nhé. Cho nên là với một cái đồng Squid này mình chỉ nhận về ví là 0,9 cái đồng Squid thì thôi. Mọi người bấm chọn tôi hiểu rồi. Rồi như vậy là đã trừ tất cả nhé. Bây giờ mọi người quay trở lại ví này. Rồi mọi người bấm chọn vào mục tài sản. Rồi mọi người thấy không? Cái đồng Squid DK này nó đã được chuyển về ví thành công nhá. Rồi ok mọi người, thì đây là một cái kèo khá là ngon bởi vì tổng cung của nó khá là ít nên mọi người hãy nhanh tay nhé, đừng bỏ lỡ một ngày nào cả. Thế còn những ai chưa đăng ký mà xem được video này thì cũng đăng ký luôn cho mình nhé. Đường link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Rồi, tất cả xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.